nhất. Dòng diamond, dòng hai váy, gồm một váy làm lễ diamond và một váy đi bàn diamond. Dòng hôn cũng thế. Và khi mà mình thuê theo cái combo dòng này thì mình được nhiều ưu đãi, là mình thêm rẻ. Đây là dòng là luxury bên em, cá luxury. Đây là cái váy thứ hai này. Váy thứ hai này thì là dòng làm lễ. Mặt này nó có nặng không em? À, cái này rất là nhẹ ạ. Tại vì phần dưới nó là phần dưới là lưới giật ly. Mình không có tùng trong, có tùng. Vừa rồi thì Nam có. Màu này ok nè. Màu này ok nè. Chủ đề là mặt màu chung cái màu á. Đúng rồi. Tôi nghĩ là Nam sẽ chọn một là tông màu trắng, hai nữa là cái tông màu mà màu xám mà pha một màu xanh mà pha một chút hồng á, nó sẽ ra màu xám xám, là cái trend của năm nay á. Tôi nghĩ là Nam sẽ lựa chọn màu đó cho tông váy nữ. Còn từ sáng Tú là không biết là nó có nên chuyện hay không, nhưng mà đối với Nam nghĩ á, Tú là một con gái rất là tốt để có thể trở thành một người bạn gái. Vậy là yêu rồi, vậy là tương tư thôi, vậy là anh từ đâu chợt đến để lòng bối rối.
Hù. Đây. Cảm ơn anh. Tặng em. Dạ rồi, cảm ơn anh. Từ hồi sáng cho đến giờ là mình là nói chuyện theo cái kiểu giống như là nó bạn bè quá, cho nên là chỉ còn khoảng thời gian này thôi, cho nên là hai đứa sẽ nói chuyện nó sến hơn một chút xíu cho nó đúng của đúng cái phong cảnh đúng không? Vô. Gần như đây là gọi là giây phút 90 rồi. Đúng rồi. Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ xem coi chương trình còn mong muốn chúng ta làm gì nữa. Mong muốn của chương trình 24 giờ thử yêu đó là đọc báo biết cho vui vậy thôi. Bye bye em, chúc bye em buổi tối. Okay. Yeah, thật sự thì với cảm xúc hiện tại mà Tú đối với Nam thì cái phần trăm đó nó đã tăng lên rất là nhiều và hiện tại là nó ở mức là 70-75%. Alo, làm gì vậy? Đang làm sim, đang mặc cái thời gian vậy. Ok, tao tao khoe bạn gái. Thôi mày ra rìa rồi, giờ tao có bạn gái rồi. Đây là em Tú. Đây, chào em Tú đi, đây anh dạ, Hoàng. Dạ, em chào anh. Tại sao giờ mới giới thiệu vậy Nam, kỳ mày? Tại vì ấm đợi chừng nào mình bắt đầu nở rồi mới khoe chứ. Ồ, nở rồi hả? Rồi, nở rồi. Thôi ơi, khoe thôi chứ không gặp đâu. Mày nguy hiểm quá. Giờ sao có bạn gái rồi, mày tặng tao gì đi? Chuyển khoản tao 10 triệu hay gì đó. Tặng mày, tặng cho bạn gái của mày. Tặng cho bạn gái đâu cũng được, đưa 10 triệu được rồi. Tiện ghê. Thôi mà chụp khối này không rồi nha, bye bye. Thôi mày coi ngủ, coi tập tạ đi, coi chừng tạ này chết á. Vậy nghe. À bây giờ thì nói cái tình cảm của Nam dành cho Tú được bao nhiêu phần trăm thì cũng không biết được. Nó chỉ là mới ở mức độ, nói chung là phần trăm của cảm xúc đối với Nam, đối với Tú thì nó dành cho một người cái kiểu mà mình càng ngày càng thân mật hơn.